Hôm nay mình xịt kệ cho miếng ngoài vườn của mình, miếng lát thon, sầu riêng lát thon. Mình chơi gậy Thái Lan Acetamiris với Propazin, và cộng với sâu alpha. Sâu alpha này rẻ lắm các bạn, xài được thì sâu. Quan trọng là Vino, là Vinco 79 nè. Mùa này mùa lạnh sắp vô, đợt lạnh dữ nha các bạn. Thì một phi nó mình nâng lên là 300 C, một phi là 300 mi 300 C. Mình xịt xong thì mình mới tưới phân cá xuống đất. Thì mình phân cá mình chung humic nè, humic của Mỹ nha các bạn, của Mỹ, acid humic 60%. Một phi nửa ký humic cộng với 3 lít phân cá, tại vì vườn mình đã tưới phân cá rồi cũng 5-6 đợt gì đó, thì mình không cần tăng liều phân cá nữa, chỉ 3 lít thôi. Các bạn xài thì xài 4 lít hoặc 5 lít. Thì năm đầu tiên xài khá khá một chút. Nói về gậy một chút, các bạn tưới cái gì xuống đất á, bất kể cái gì xuống đất thì các bạn cũng phải xịt gậy. Mình không hiểu lý do tại sao mà mình tưới phân bất cứ phân gì xuống thì gậy nó bu, giống như nó hạ pH đất hay sao ấy, gậy nó bu. Thì các bạn phải xịt gậy ngừa, xịt gậy tước nha các bạn, xịt gậy tước rồi các bạn hả tưới xuống đất. Các bạn xịt gậy các bạn nới nới ra một chút, cho thời gian nó dài một chút, đừng có cứ 7 ngày 10 ngày. Nghe người ta nói xịt vậy là tốn tiền chứ không hiệu quả. Đây miếng ngoài vườn lá thon của mình là 1 tháng 10 ngày mình chưa xịt. Hôm nay mình quay lại mình xịt, tại vì mình để cho người ta cắt bo đó. Mình không có tưới gì trong đất hết, mình chỉ tưới nước thôi, mà gậy nó không có phá bao nhiêu hết. Cơ đột này nó chỉ cắn chỉ sơ vậy thôi nè. Đây mình biết được cái này coi, gậy nó không phá được nhiêu thôi. 1 tháng 10 ngày mình chưa xịt. Này lên ta ta đã cắt bo quá trời rồi nè, mà vẫn vẫn tốt bình thường. Cái này thật, cái này có công thức đặc biệt mà nhiều người không biết. Đây mình chia sẻ các bạn luôn, cái cây đó, dùng để thanh lọc môi trường, nó nhả oxy, nó hấp thụ CO2 hoặc là các chất độc khác. Mà các bạn đưa liên tục các dòng thuốc độc vô thì sau này cái cây nó không còn khả năng thanh lọc môi trường nữa, thì cây đó sẽ bị ung thư. Ung thư giống mình thì nó xì mủ đó, mình gọi ung thư mà cây nó xì mủ. Xì mủ rễ là không cứu được nha các bạn, xì mủ thân thì cứu được, xì mủ rễ thì thôi thua, không có gì cứu được. Từ khi các bạn dùng dùng cái búa các bạn chặt nó thôi, tổng là cái mới nó ngon hơn, nhanh hơn. Có người nói, nhiều người nói 7 ngày xịt, 10 ngày, 10 ngày xịt, có người tới 5 ngày xịt rồi. Không đúng nha các bạn, các bạn nhớ đi, ra ăn gian chừng nào càng tốt. Quan trọng các bạn đi phân mình đúng chất lượng, phân mình chính hãng. Giờ phân điểu nó nhiều quá mà. Đây là miếng lách thôi của mình,
chi cũng là nó, hy tam cũng là nó, D200 cũng là nó. Từ cái tiếng Việt mình gọi là gai đen cũng là nó luôn, tụi biến gai đen. Mình không biết giá trị sau này của nó là sao, nhưng mà có thể có khả quan, tại vì mua xương kia này giá nó mắc quá trời rồi. Cái giống thì nó hút quá, nó hút. Mình xịt Vinco 79 để mình giữ cái lá nó. Mùa lạnh thì không rớt bao nhiêu hết. Còn không có Vinco 79 là thành canxi nữa nè. Lá nó cũng trơn luôn. Cái lá mình còn giữ nè. Thật sự Vinco 79 là canxi hữu cơ, nhưng mà các bạn cho thêm một miếng đạm vô, đạm bóng lá đi chung với nó để cho nó không bị sốc canxi. Chuối của mình không tưới chuối, nhưng cái nước cho chuối bị nám mất hơn luôn. Ăn xong mùa này mình phá chuối luôn rồi. Chanh và mít mình xen cho bình thường. Khoảng cách mô của mình có 6 mét thôi. Chỗ nào trống mình tận dụng hết. Đâu phải lùng nữa các bạn. Này ổi ruby, chuối táo quả.